Xin chào anh chị và các bạn Chúng ta đã được gặp nhau trong bài video review về thị trường của HSC Hôm nay là một phiên giao dịch mà mình đánh giá là thị trường đang có những cái những pha gọi là pha tụt áp Thế thì nhìn về góc độ của thị trường ấy Thì hôm qua cũng đã có chia sẻ về câu chuyện là Nếu như mà chúng ta nắm vị thế Thì chúng ta có thể nắm thêm Nhưng mà gọi là để chúng ta mở giải ngân vị thế mới Thì cái vị thế giao dịch nó khá là lưng chừng thì hôm nay thì cũng có thể chia sẻ lại cái câu chuyện là như sau nhìn với góc độ thị trường thì với chỉ báo uh, SP500 đi thì hiện tại là đang có một cái đà tăng vượt cái ngưỡng là mươi chín uh, gần 4.100 thực tế ra là đây là cái đoạn cản đây là cái đoạn cản của cái cái chỉ số này uh, mức độ cản khá là cứng Do vậy thì việc mà chỉ số có thể lên được đấy không ấy nó sẽ có Khá là nhiều cái áp lực đến với cái lực bán của cái chỉ số này. À, cơ bản là nó đang là một cái à, góc độ là thị trường điều chỉnh. À, có cái pha giao dịch rút chân trước đó rồi và có một cái nến tăng. Thì cái nến tăng đến từ đâu thì hôm nay mình có phân tích rõ thì nó cũng sẽ đến từ cái câu chuyện của thị trường trong tối hôm nay thôi. Đó là khoảng 6 tiếng nữa thì chúng ta sẽ có thông tin từ từ Fed về câu chuyện về tăng lãi suất. À, thực tế là lãi suất của Fed hiện tại nó đang ở mức là 98%. À, 98.7% là mức tăng là 0.25 lên 0.5 thì đây là mức tăng mình đánh giá là khá tích cực à, so với thời điểm mà tăng 0.5 0.75 như là những gì mà chúng ta đã chứng kiến trong những giai đoạn vừa rồi à, cứ lặp đi lặp lại là thị trường hiện tại về cái góc độ của Fed thì Fed vẫn đang tăng lãi suất, do vậy là thị trường vẫn khó. Nhưng mà nhìn vào câu chuyện mà thị trường khó thì dù sao hay nữa nó vẫn có cơ sở chúng ta có thể nhận định là là cái góc độ này nó chỉ mang tính là điều chỉnh ở trong cái phạm vi ngắn hạn là chính chứ không hẳn là chúng ta đang có một cái uh, nhịp mà gọi là uh, nhịp bán quá là sâu thì đó là với uh, chỉ số VN30, VN31M uh, cũng như là chỉ số index thì đây nó cũng thể qua rõ là cái ví dụ là góc độ liên thị trường đi thì anh chị có thể thấy là liên thị trường hiện tại đang không quá xấu có thậm chí có đà tăng chỉ phục hồi trong khi đó thì với chỉ số chứng khoán Trung Quốc thì chúng ta vẫn là duy trì con điểm ngày hôm qua đó là vẫn là đang trong một nhịp tăng và thị trường điều chỉnh mang tính là kỹ thuật thì đây là cái góc độ mình đánh giá là khá bình thường à, với đồng đô thì đồng đô khi mà tăng lãi suất thì đồng đô ít nhiều cũng sẽ có vận động tăng giá nhưng mà mình nhìn ở góc độ ở thị trường ấy, thì có thể thấy rõ là có vẻ như là đồng đô hiện tại không có duy trì cái đà tăng đâu chúng ta có DXY đúng không đây không có Uh, USD ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem qua là uh, có vẻ như là chúng ta chỉ có cặp uh, tỷ giá hoặc là cặp ngoại hối uh, chứ không có cái đồng đô cụ thể. Ok, nhưng mà nhìn nói chung là nhìn về góc độ này ấy, thì cũng thể thấy rõ là cái vậy cái đồng USD ấy. Uh, nhìn chung là đang ở trong cái trạng thái đi xuống. Chúng ta nhìn rõ về cái cung cung uh, cái cung giá này. À, và qua đó thì nó vẫn là đang ủng hộ cho trạng thái vĩ mô thì là tích cực đối với điều kiện của thị trường chung à, nhìn về góc độ của thị trường trong nước thì anh chị có thể thấy rõ là nhìn chung là giá gọi là có chỉnh hôm nay là một phiên chỉnh khá là sâu những cái phiên chỉnh này thì nó nó đang test lại đúng cái ngưỡng uh, cản kháng cư mạnh thì đây nó cũng sẽ là một cơ sở để chúng ta cho rằng là giá cũng đang có những cái pha hạ gọi là hạ nhiệt Tương đối là ổn định à, Ví dụ như là nhìn vào cái chỉ số RSI đi Thì RSI cũng đang test lại cái ngưỡng cân bằng Tại vùng 50 Và qua đây thì cũng có thể kỳ vọng là nó sẽ cân bằng trở lại à, Do vậy thì với phiên dịch ngày mai ấy, Mình không cho rằng nó là một phiên giảm Nếu như trong trường hợp mà thị trường không có tin gì xấu hơn à, Đó là cái à, kỳ vọng của phiên dịch tiếp theo à, Về cái ngưỡng à, Gọi là để mà giá phục hồi thì nó sẽ trong một cái hộp này thôi Không có đi quá xa hơn cái hộp này đâu nó từ cái ngưỡng là 1075 kéo lên ngưỡng 1118, 1120. Còn đối với chỉ số VN30 uh, thì nó cũng sẽ là trong một cái channel tăng. Nó sẽ kiểm chứng lại cái vùng 1110. Là kiểm chứng lại đây hoặc là thậm chí là về thấp hơn 1081 trước khi mà kéo lên cái ngưỡng cao hơn tại 1141, 1145. Nhìn chung là với chỉ số VN30 và Index thì chúng ta có nhiều điều chỉnh. Nhưng nhiều điều chỉnh này mình đánh giá là khá là cần thiết để chúng ta hạ uh, cái nhiệt độ của cái thị trường trong thời gian vừa rồi. Thực tế ra là nhìn về góc độ về hệ thống chỉ báo tâm lý thị trường của htc có thể thấy rõ điều này. Cụ thể là uh, cái áp lực bán tăng lên nó đã khiến cho cái uh, chỉ số giảm chứ không phải là áp lực mua. Áp lực mua thì bình thường. Còn cái đà lan tỏa của văn hóa ấy, thì thật sự là cũng nhờ vào đà lan tỏa của văn hóa nên thị trường chúng ta mới có một cái nhịp uh, phục hồi. Uh, cần phải có những cái nhịp điều chỉnh của đà lan tỏa này nó về lại mức thấp hơn. Thứ này thị trường có thể kỳ vọng hồi phục tiếp theo còn nếu không thì cũng sẽ khá là khó để chúng ta có thể kỳ vọng là có một cái vị thế để giải ngân mua lên, đúng không? ạ? thì đó là nhìn chung về cái điều kiện của thị trường, à, nhìn về cái góc độ của à, vốn hóa cũng như là góc độ của nhìn về câu chuyện chờ mua và chờ bán, thì vốn hóa toàn thị trường thì hiện tại chờ mua chờ bán thì vốn hóa nó đang ở mức độ là khá vừa phải, mặc dù là để mà mua thêm ấy, thì chúng ta sẽ phải đợi thêm một hai phiên nữa để cho cái 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 sự gọi là chiều mua chiều bán này hay là cái sự hưng phấn của dòng tiền này nó được hạ nhiệt một cách triệt đề còn với điều kiện thị trường hiện tại thì ngoài ngoại trừ một số cổ phiếu các câu chuyện riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng dòng tiền tham gia thì đang test lại cái vùng kiểm chứng tại 1100 xin lỗi là 117 đây thì còn lại là đang đang ổn định mà cũng chưa có cái cái xác suất cho thấy là thị trường sẽ điều chỉnh giảm sâu thì tất nhiên là test lại cái vùng cản thắng cự này thì sẽ có nhịp điều chỉnh Là chuyện đương nhiên thì nó thể hiện qua rất là rõ với một số cổ phiếu trụ. Nhìn qua cổ phiếu trụ thì uh, nhìn xu hướng thị trường nói chung nhóm cổ phiếu trụ nó cũng đang thể hiện qua rõ những cổ phiếu như là VCB, GAS, VIC, BID hay là SABCO uh, về nhóm dầu khí, công nghệ thông tin hay là tài nguyên thì cũng đang thể hiện điều này rất là rõ. Và đặc biệt là mình đánh giá ở trong cái thời điểm này ấy, thì nhóm cổ phiếu ngân hàng đang leo lên trở lại uh, cái đà tăng chứ không phải là nó bị uh, điều chỉnh giảm như trước đây. Uh, những nhóm cổ phiếu mà mình có thể để ý qua uh, khi mà chúng ta xét về cổ phiếu trụ của thị trường thì nhìn về góc độ à, có nhóm trụ đi, nhau cổ phiếu ngân hàng đi hôm hôm qua có khuyến nghị về cổ phiếu là VCB à, đúng không ạ? thì VCB có nhịp chỉnh giảm khá là sâu khiến cho cái phân kỳ âm với chỉ số à, RSI nhưng mà cơ bản là để mà cho giá thấp, cho giá mua ấy, thì VCB đang test lại đúng cái vùng của vùng giá 87 kéo lên cái vùng giá của 90 thì đây là cái điểm test uh, điểm kiểm chứng rất là quan trọng. Nếu mà trường hợp mà với VCB mà không vượt được cái vùng này thì nó sẽ có cái gọi là vùng hai đỉnh ở đây. Nhưng cực cả hai đỉnh đi thì VCB nó cũng đang có cái nhịp kiểm chứng uh, nền hỗ trợ theo Fibonacci. Đó là cái nền hỗ trợ hiện tại là cái vùng của giá 87. Thành ra là với cổ phiếu trụ như VCB thì mình cũng không đánh giá là nó đang quá xấu. Còn uh, với uh, chúng ta sẽ cùng xem cổ phiếu khác. Uh, cổ phiếu GAS nhìn vào cổ phiếu gas nhìn vào cổ phiếu gas thì có thể thấy là gas hôm nay có một cái nhịp tăng sau đó lại bị rút đầu thì thật ra là cũng không quá bất ngờ tại vì trước đây gas cũng bị như vậy cũng có nhịp tăng rút đầu về cơ bản thì gas vẫn đang ở trong một cái vùng kênh giá gọi là từ cái góc này đến góc này chứ cũng không hẳn là gas đang ở trong cái trạng thái xấu rồi sau đó thì cũng nhìn vào một số cổ phiếu trụ khác ví dụ như VIX, VIX thì mình không cho rằng là trụ đâu chúng ta sẽ cùng quay sang cổ phiếu là BID à, xem thử BID có có đủ khỏe để có thể đỡ được thị trường trong giai đoạn sắp đến hay không thì uh, BID hôm nay là một nhịp chỉnh chỉnh rất là sâu nhìn chung là gọi là về cái xu hướng giảm thì mình không cho không cho rằng là đang xu hướng giảm tại vì mình đang ở trong chân đồ tăng thì phiên ngày mai sẽ là cái phiên kiểm chứng khá quan trọng nếu trường hợp mà ngày mai mà bị thủng các cái vùng hỗ trợ mạnh thì có thể là chỉ số sẽ bắt đầu điều chỉnh à, quay về lại cái chân đồ giảm tức là Chúng ta đã có một cái kỳ vọng rất là nhỏ ở trong cái khu vực là vùng giá 1075. Ờ, khi mà giá vượt khỏi cái channel tăng này, xin lỗi channel giảm này. Nhưng mà nếu trường hợp mà bị điều chỉnh giảm mà nó rơi về lại thì đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải sức lưu ý. Ờ, thậm chí là có thể bắt đầu hạ thì trọng một số uh, danh mục, uh, một cổ phiếu trong danh mục để chúng ta uh, bảo vệ an toàn cho danh mục hơn. Với chỉ số VN30 cũng thế. Nhưng nhìn chung là đến thời điểm này mới một phiên cũng chưa được khẳng định nhưng mà chúng ta sẽ cần thêm một vài một vài phiên nữa để có thể nói câu chuyện này một cách rõ ràng hơn đó là với những nhóm cổ phiếu trụ xe bê cộ thế thôi à, nhìn chung là chúng ta vẫn có trụ là ngân hàng chúng ta có phòng vệ với công nghệ thông tin chúng ta có dầu khí thì nói chung là thị trường vẫn không phải là thiếu các cái bộ đỡ cho thị trường nói chung à, với uh, thị trường phái sinh thì ngày hôm nay uh, giao dịch của phái sinh tương đối là khắc nghiệt hôm qua thì uh, hôm qua thì có một nhịp tăng khoảng 25 điểm thì hôm nay là phái sinh điều chỉnh nhịp khoảng 30 mấy điểm tức là cái vận động phái sinh lần này thật ra là cũng đang khá là thử thách nhà đầu tư à, với một áp lực bán rất là lớn có thể là thị trường đang đang cảm thấy quá lo ngại với cái tăng lãi suất từ phép hoặc là có một thông tin nào đó mà mình chưa biết rõ nhưng rõ ràng là với phái sinh thì lúc này giao dịch à, khá là khó khăn nếu mà chúng ta đã mở cái lệnh mua tại 1110 thì bây giờ tính ra là vẫn lỗ thì đây cũng là một cái áp lực bán mà cũng tương đối là mạnh đối với thị trường lần này thì những cái thời điểm này là nó lại nhắc lại cho chúng ta những cái thời điểm trước đây của cái thị trường ở trong thời điểm của năm ngoái đó là những cái cây trình giảm nó cũng kiểu kiểu như thế này. Tức là một cái nhịp trình của nó khá là mạnh và cũng khá là gây bất ngờ cho điều kiện thị trường. Thì uh, nhìn chung là ngày mai trong dự uh, về cái khả năng của thị trường thì mình cũng khó mà có thể báo được là khả năng thị trường có thể tăng được. Uh, nhưng mà với những việc mà thị trường đã qua thông tin của review của Fed thì có thể đây là cái động lực để cho dòng tiền mua bắt đáy tham gia và khi mà bắt đáy tham gia thì chúng ta sẽ có cái lực mua lên đáng kể hơn và kỳ vọng là sẽ từ đây cũng sẽ đỡ được cho cho thị trường cách tốt hơn thực tế là vm 51 mươi một m đã testing khá thành công tại ngưỡng uh, gọi là s hai support hai tại vùng của 1088. đây cũng là một cái điểm mà đánh giá là khá tích cực ok nhé à, xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi bài video của buổi tối hôm nay và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video ngày mai xin chào và tạm biệt